Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em là Trương Thị Khánh Linh, học sinh lớp 10A8. Hôm nay em vô cùng vinh dự khi đại diện cho lớp em đến để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường với chủ đề khoa học, xã hội và ứng xử. Ngày nay như chúng ta đã biết thì chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, hiện đại hóa, công nghệ số, kéo theo đó là internet phát triển, giúp cho cuộc sống của con người trở nên phát triển hơn. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận được các hậu quả tiêu cực mà hành vi này đã gây ra, đó chính là bạo lực mạng, và đó cũng là chủ đề mà chúng em muốn nói đến trong bài chương trình ngày hôm nay, đó chính là vấn đề bạo lực mạng. Em ơi, chẳng biết cứu hồn ảnh rồi ạ? Quay ngược lại. Nội dung tìm hiểu của chúng em ngày hôm nay gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là biểu hiện, phần thứ ba là hiện trạng, phần thứ tư là nguyên nhân, tiếp theo là hậu quả và cuối cùng là biện pháp. Thì sau đây là một số video mà nhóm em đã phỏng vấn một số bạn học sinh về hiện tượng bạo lực mạng. Thì như chúng ta vừa xem video vừa rồi thì chúng ta phần nào cũng hiểu được khái niệm về bạo lực mạng, đúng không ạ? Trước tiên thì bạo lực mạng có nghĩa là việc sử dụng công nghệ thông tin và internet để gây hại, đe dọa hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư, danh dự và an ninh của người khác. Vậy thì bạo lực mạng được diễn ra thông qua những hành vi nào? Thì bạo lực mạng có thể diễn ra thông qua các hành vi như là quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư và tạo ra các cái nội dung xúc phạm danh dự phẩm chất của những người khác. Vậy thì bạo lực mạng có biểu hiện như thế nào? Trước tiên là nạn nhân của bạo lực mạng thì sẽ thường có cái cảm giác bất an, lo sợ, có suy nghĩ tiêu cực, hành hạ bản thân, tự đánh giá thấp bản thân, không tự tin trước đám đông, ngày càng rụt rè, thường khép kín, hạn chế giao tiếp. Và cuối cùng là không có mục tiêu trong cuộc sống, không biết vươn lên. Thì thực trạng của bạo lực mạng ngày nay rất là phổ biến, diễn ra ở hầu hết và đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Đằng sau bàn phím và màn hình, bạo lực mạng được thể hiện một cách tự do trên các trang mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Zalo. Nhiều người sẵn sàng mang một vấn đề hay một cá nhân lên mạng để gièm pha, bình luận một cách tiêu cực, khiến cho đối tượng chịu áp lực về mạng xã hội rất là lớn. Bạo lực mạng ngày nay phổ biến, cảm giác an toàn tạm thời làm cho người dùng mạng xã hội tự cho mình quyền lực khi bình phẩm, đánh giá một vấn đề nào đó. Như chúng ta đã biết thì trong cuộc sống, điều gì cũng phải bắt nguồn từ nguyên nhân của nó, và bạo lực mạng cũng vậy. Vậy thì nguyên nhân của bạo lực mạng là gì? Đầu tiên là do lạm dụng quyền tự do ngôn luận, do mọi người có quyền đăng bài tỏ ý kiến, quan điểm, lan truyền thông tin và không chịu bất kỳ giới hạn nào. Do không sợ bị phát hiện, như chúng ta đã biết thì ngày nay trên một số trang web lớn như là Facebook, TikTok, chúng ta có thể tạo dựng được các cái tài khoản khác nhau rất là nhiều. Chỉ cần một số điện thoại hoặc là
email thì có thể tạo lập được những cái tài khoản đấy. Từ đó thì nhiều người đã sử dụng những cái tài khoản đó để xâm phạm đến những người khác bằng những cái ngôn từ rất là thô tục cũng như phản cảm. Tiếp theo, nguyên nhân dẫn đến bạo lực mạng có thể là đến từ sự trả thù. Có thể những người bị bạo lực mạng đã từng là nạn nhân nên họ muốn sử dụng chính phương tiện đó để trả thù lại những người đã từng hãm hại mình. Cuối cùng, và cũng là một nguyên nhân mà em nghĩ là làm cho hiện tượng bạo lực mạng ngày nay ngày càng phổ biến, đó là thể hiện địa vị của bản thân, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các bạn đang trong giai đoạn phát triển nên là cái tâm sinh lý rất dễ bị chịu tác động bởi những cái lời nói các bạn coi đó là những cái hành vi coi đó là hành vi quyền lực, sẵn sàng dùng những cái lời lẽ không hay để nói về người khác trên mạng xã hội mà không biết cái hậu quả nó gây ra là gì. Sau đây là một số khảo sát mà lớp chúng em đã khảo sát một số học sinh ở trường chúng ta cũng như một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mời các thầy cô cùng đồng sẽ. Có thể nói nhiều người cho rằng bạo lực mạng không gây ra nguy hiểm, nhưng nó lại là một con dao đâm sâu vào trong trái tim của mỗi người mà là nạn nhân của bạo lực mạng. Nhẹ thì có thể bị ảnh hưởng tâm lý dẫn tới trầm cảm, nặng thì sẽ có những hành động nghĩ quẩn, mất đi sự sống, để lại hậu quả về sau trở thành bóng ma tâm lý. Em đã được đọc một bài báo trên mạng vào năm 2016 tại trường trung học cơ sở Yên Bái. Có một học sinh sau khi bị các bạn học sinh dùng những cái hành động không được hay để đánh các bạn ấy thì đã đăng cái clip đấy lên mạng và đã khiến cho mọi người có cái nghi xấu về cái nạn nhân bị bạo lực đấy. Và sau khi xem được cái video đăng tải trên mạng xã hội đấy thì cái bạn nạn nhân đó đã dùng cách tự tử để kết thúc cái mạng sống của mình. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà em nghĩ rằng là có cái hậu quả rất là xấu. Thứ sáu là về biện pháp. Thứ nhất là nâng cao ý thức, rèn luyện hành vi đạo đức để làm cơ sở rèn luyện thái độ, hành vi ứng xử trên mạng, có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và thông cảm trước khi đăng tải thông tin, có trách nhiệm với lời nói và hành vi. Gia đình cần rèn luyện nuôi dưỡng tình yêu thương nét phải, thấu hiểu với người khác, cần chú ý tới con cái có hành vi, tính cách của con trẻ. Nhà trường cần xử lý nghiêm khắc những hành vi bạo lực mạng, giáo dục học sinh về tình yêu thương, chia sẻ, chống lại cái ác thông qua các bài giảng tiết học. Cuối cùng là phê phán những hành vi bạo lực mạng, đưa ra những hình phạt hợp lý cho những trường hợp vi phạm. Ngày hôm nay, khi đem bài dự thi khoa học kỹ thuật về vấn đề bạo lực mạng đến với tất cả mọi người, thì em cũng muốn có đôi lời chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh hiện đại hóa. Chính vì vậy, chúng ta hãy nói không với bạo lực mạng và cần nhận thấy rõ được những cái hậu quả mà bạo lực mạng đã gây ra cho người khác, từ đó đẩy lùi các cái hành vi của bạo lực mạng cũng như làm cho mạng xã hội trở nên trong sạch hơn. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự nghe. Xin cảm ơn chị.